Dạ vâng, xin chào anh chị cô chú nhà đầu tư. Hiện tại Thành đang đứng trên đường Phạm Văn Đồng. Và con đường này là con đường huyết mạch của thành phố Nha Trang. Và một bất động sản mà hôm nay Thành sẽ review cho mọi người á, Thành nghĩ là giá sẽ tốt nhất thị trường và cực kỳ hiếm luôn. Tại vì thường trên đường Phạm Văn Đồng này sẽ là những lô đất diện tích rất to và rất nhiều tiền. Nhưng mà lô đất này diện tích vừa nhỏ rồi, nhưng mà có bờ ngang lý tưởng mà lại có một mức giá rất là tốt luôn. Tại vì gia chủ họ đang khá là cần tiền, cho nên họ quyết định là sẽ bán giá mà Thành nghĩ là sẽ thương lượng được khá là nhiều nha. Và có đường Phạm Văn Đồng này mọi người, và vị trí này nha là một vị trí mà rất là nhiều tiềm năng. Tại vì sao? Tại vì phía trước mình đây chính là khu vực mà quy hoạch sau này sẽ là phố đi bộ này. Người ta họ làm đường rất là đẹp. Đó, và mình cách biển tầm khoảng là 50 mét thôi. Còn phía bên này nữa là một khu vực mà sau này sẽ quy hoạch là khu vui chơi giải trí. Và những tòa nhà cao tầng kia chính là những khu mà quy hoạch là khu đô thị mới của phường Vĩnh Hòa, và cũng là cái khu vực mà sẽ làm bến du thuyền cũng như là thành phố ánh sáng VK City và nhiều dự án khác nha. Và khu này thì đường thông nha mọi người, thông ra lại là ngoài Ninh Hòa cũng như là ngoài Bách Văn Phong nha. Còn phía bên tay trái này mọi người, phía bên này là cái đảo Hòn Một này. Thì cái Hòn Một này chính là cái khu mà quy hoạch sẽ là chợ đêm trên này, và cũng đó chính là khu vực bãi tắm luôn. Đó, bãi tắm biển, tại mọi người thấy cái khách sạn Mường Thanh không? Cái tòa nhà cao cao đó chính là khách sạn Mường Thanh. Thì vị trí đó thì khách họ ra họ tắm ở bãi biển đó. Thì từ vị trí này mình đi bộ ra tắm biển tầm khoảng là 80 m đến 100 m thôi. Còn ra biển thì tầm khoảng 50 m nha. Đó, khu vực này rất là tương lai, rất là tiềm năng luôn. Và mình được xây dựng tự do, được xây dựng cao tầng. Và đặc biệt nữa là pháp lý là sổ hồng chuẩn chỉnh toàn bộ đất ở đô thị, và với bờ ngang là 5m7 nha. Bờ ngang là 5m7. Nở hậu là 6m, nhưng mà diện tích của nó chỉ là 63,4m thôi, và giá bán cực kỳ tốt nha. Mọi người chú ý xem hết clip để nắm được xem là cái giá bán có phù hợp hay không. Và mọi người tin tưởng đi, cái này rất đáng để đầu tư. Đó, mọi người tham khảo nha, để xem xét và cân nhắc, để xem để có thêm sự lựa chọn cho chính mình nha. Rồi, bây giờ chúng ta cùng vô xem toàn cảnh flycam để nắm được cái tổng quan của nó. Sau đó Thành sẽ cho mọi người xem sổ hồng này, xem định vị này, xem cái quy hoạch này và xem đường đi để chạy ra tới bãi tắm cho người tham khảo nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vô xem toàn cảnh flycam nha. Dạ vâng, bây giờ Thành sẽ cho mọi người xem cái sổ hồng nha. Và trước khi mà chúng ta đi vào xem chi tiết cái sổ hồng cũng như là cái định vị và cái bản quy hoạch mà Thành đã kiểm tra rõ ràng, thì mọi người có thể giúp Thịnh là nhấn một like nha mọi người. Hãy tặng Thịnh một like để ủng hộ Thịnh và khích lệ Thịnh. Tại vì qua đây thật sự là Thịnh rất là bận hỗ trợ cho cô chú anh chị sở hữu những bất động sản tại thành phố Nha Trang, cho nên hôm nay mới tranh thủ đi review cho mọi người được cái bất động sản này. Và đây là một trong những bất động sản Thịnh cực kỳ tâm huyết luôn, rất là thích. Tại vì cái diện tích và cái mức tiền nó vừa phải, đặc biệt bờ ngang nó đẹp và vị trí nó này người nằm ngay cái khu vực ngã ba và là quy hoạch phố đi bộ chỗ này, nối cho nó gọi là nối ra chỗ này rất là tiềm năng luôn. Và bên cạnh là khu vui chơi giải trí nữa, ở bên trái là khu vui chơi giải trí, bên phải thì lại là chợ đêm. Mà đường Phạm Văn Đồng là con đường gọi là niềm tự hào của Nha Trang rồi, vì nó là đường biển và là đường nhựa lớn đó. Và đặc biệt nữa là sau này mình xây dựng lên đó sẽ là view trực diện biển, mình xây được là 6 tầng một tầng nha, một hầm một lửng 6 tầng một tầng, và view của mình sẽ trực diện biển. Tại vì phía bên kia là đất của nhà nước nha mọi người, đất màu cam, quy hoạch thương mại dịch vụ chứ không phải đất của dân, cho nên họ không thể nào xây dựng cao tầng được. Và view của mình sẽ trực diện biển. Thì tí nữa Thịnh sẽ cho mọi người, khi mọi người xem toàn cảnh flycam đúng không ạ, mọi người biết được cái khoảng cách rất là gần biển. Và Thịnh chạy xe thực tế cho mọi người ra tới biển để mà hình dung được một cách tổng quan khu vực này. Và trước khi đi vào tổng quan thì bây giờ mình sẽ xem chi tiết nha. Và đây chính là sổ hồng này mọi người. Đây, sổ hồng của mình đó thì thuộc thửa đất số là 147 tờ bản đồ số 36. Và địa chỉ của mình là tổ 13 đường Đệ thuộc phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Và diện tích của mình là 63,4m². Hình thức sử dụng ở đây là sử dụng riêng, và đất là đất ở đô thị và được sử dụng lâu dài. Pháp lý cực kỳ chuẩn đúng không ạ? Đất ở đô thị và toàn bộ là được sử dụng lâu dài hết. Và cái hình hài của nó càng đẹp mọi người. Đó, nằm trên mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, quy hoạch rộng 26m và hiện trạng là rộng 26m rồi. Và cái hướng của nó mọi người, hướng của nó sẽ là hướng nam nha. Hướng nam lệch đông, tức là hướng đông nam đấy. Hướng đông nam thì mới là thấy được biển đúng không ạ? Đối diện mình là một cái nhà hàng biển tiên. Thì Thành cũng không ngại gì chia sẻ với mọi người mọi thông tin rõ ràng. Nếu mọi người cảm thấy là phù hợp thì liên hệ Thành qua số điện thoại là 0339 753 210 nha. Đó, và chưa phù hợp thì mình tham khảo và chia sẻ cho bạn bè mình nha mọi người. Tại vì sản phẩm này Thành thấy là một sản phẩm cực kỳ hiếm. Ở diện tích vừa phải mà nằm trên mặt tiền chính này gần biển. Đó, nó đi nối lại, nó mất hay nhưng mà thật sự
là Thịnh thấy là rất hiếm, tại vì mọi người để ý đường Phạm Văn Đồng bây giờ toàn là đất xây khách sạn thôi. Còn trong Trần Phú thì đất của chính quyền đúng không ạ, đất của chính trị, các cơ quan nhà nước. Còn khu này mới là khu mà đất của dân và mình được xây dựng tự do theo ý của mình. Đó, thì đây mọi người thấy là bờ ngang của nó mọi người. Số này là sổ hồng và có tọa độ số VN2000 rồi, cho nên về pháp lý là cực kỳ chuẩn. Thì cái bờ ngang đó là điểm 3 đến điểm 4 này mọi người, thì sẽ là 5m7. Và phía sau nửa hậu sẽ là điểm 1 đến điểm 2 sẽ là 6m09. Rất là đẹp đúng không ạ? Và chiều sâu của nó sẽ tầm đâu đó khoảng là một cạnh là 12m38 và một cạnh sẽ là 9m85. Đó thì trung bình tức là chiều sâu tầm khoảng là 10m. Đó. Và phía sau này mình còn dư một lượng đất, là tại vì đất này là đất gọi là ranh giới thu hồi mương thoát lũ. Tại bên cạnh này có một cái con kênh thoát lũ, thì tí nữa thì cho mọi người xem chi tiết cái con kênh đó trên phần livecam và trên thực tế nha. Đó thì con kênh này là con kênh nước sẽ chảy trực tiếp ra biển, không động lại. Và thật sự là cái giá mà vừa rồi Thịnh nhờ một người khách, đó một người khách ở Đức về, họ thương thảo với chủ nhà, cho nên Thịnh biết được một cái giá bán cực kỳ tốt. Đó mà Thịnh không ngờ tới là có giá tốt như vậy. Thì mọi người tí nữa ở cuối clip Thịnh sẽ nói cho mọi người biết nha. Ở còn mọi người yên tâm là cái kênh thoát lũ này sẽ không động nước này và không hôi nha. Tại vì thứ nhất là nó sẽ có một cái ranh khoảng 5m để mà mình làm cái đường đi. Và thứ hai nữa là đường này vị trí là gần ngay biển và sẽ thoát ra biển luôn. Và nước này là nước thoát lũ từ trên núi xuống, chứ không phải là kiểu như là nước động nha mọi người, không thể động được tại vì sát biển rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho thầy sẽ cho mọi người xem cái quy hoạch và vị trí nha. Còn đất ở đây là tổng diện tích đất là 63,4m này. Quy hoạch đây đất ở đô thị bằng yên tâm nha, toàn bộ đất thuộc khu vực là quy hoạch đất ở Vĩnh Trang. Đất ở Vĩnh Trang này ngày xưa thôi, còn bây giờ nó với đất ở đô thị là một mọi người, tức là giống nhau. Thì không tin thì mọi người cùng nhau xem cái quy hoạch nha. Và cái bản chất quy hoạch này sẽ có dấu đỏ đàng hoàng rồi. Thịnh cố ý là che lại dấu đỏ tại vì đó là nguyên tắc cộng đồng của nền tảng YouTube nha mọi người. Nếu mình để những dấu đỏ này sẽ rất là ảnh hưởng tới cái kênh của Thịnh. Đó, rất dễ bị bản quyền nha mọi người, bị những cái lỗi liên quan tới nguyên tắc cộng đồng. Cho nên Thịnh xin phép che lại nhưng mà người vẫn hiểu được đây là có dấu đỏ đúng không ạ? Đó là chứng thực của cơ quan nhà nước và đây là bản các quy hoạch mới nhất, chuẩn nhất tại hiện tại. Và đất của mình là toàn bộ sẽ thuộc đất ở Vĩnh Thị. Tại vì đất ở Vĩnh Trang ngày xưa với đất ở đô thị bây giờ là một nha người, nó giống nhau thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem vị trí nha. Dạ vâng, và đây chính là vị trí trên Google Maps của thửa đất của mình nha người. Đó thì đây là chức năng đo khoảng cách, Thịnh quay vào lúc là 8:48 này. Đó, chức năng này thì của Google Maps. Thì từ vị trí này mình ra tới bãi tắm này người. Chỗ này có một bãi tắm mini ngay chỗ hồng 1 này thì tầm khoảng là 260m. Đó thì chỗ cái khách sạn Mường Thanh chỗ này người. Đây khách sạn Mường Thanh đây. Thì mình cách khách sạn Mường Thanh này tầm khoảng là 450m này, chính là cái tòa nhà Mường Thanh chỗ kia nha. Ở còn cái hồng 1 này thì quy hoạch là chợ đêm xem này đây, đã được duyệt ngày 20/2/2024. Mọi người lên Google search để tìm hiểu về vấn đề là quy hoạch chợ đêm ở hồng 1 phía Bắc Nha Trang nha. Đó. Thì ở đây thì nếu mình ra tới chỗ hồng 1 này người, ra chỗ hồng 1 ngay chỗ chợ đêm là con đường mà Nguyễn Thị Ngọc Anh xem này này thì tầm khoảng là 110m thôi. Ở và cái nhà hàng Biển Tiên đây đối diện bên này. Đó thì tầm khoảng là 60m đúng không ạ? Và cái sông này người, cái bờ kè mà Thịnh nói là cái kênh thoát lũ đây thì sẽ chảy thẳng ra biển này. Đây sẽ chảy thẳng ra biển nha, Thịnh đi nhầm đường. Đó, nó sẽ ra thẳng ngoài mặt biển luôn. Thì mình ra tới mặt biển Nha Trang tầm khoảng 190m thôi. Và đây chính là con kênh thoát lũ. Mọi người không sợ ngập nha mọi người. Ở đây là tại vì sát biển làm sao ngập được, nước sẽ chảy ra biển đúng không ạ? Trừ khi biển đã tràn thì mới thể ngập được. Đó, còn nước mình thoát ra thẳng biển và gần biển nên không có sợ bị tồn động hay là hôi như ở những nơi Sài Gòn hay là Hà Nội hoặc những nơi khác. Mà đây là nước này là kênh thoát lũ và sẽ thoát thẳng ra ra biển. Đó, vị trí nhà mình đây, sau lưng mình chính là con kênh thì mình được chiếm thêm là khoảng 5m bờ ngang nữa này. Đó, được công nhận sử dụng là 63,4 nhưng thực tế của nó sẽ là mình sẽ được dùng khoảng hơn 80m. Đó, thì nói chung là phần đó là phần của nhà nước, mình chỉ dùng thêm thôi. Đó, còn hiện tại thì mình chỉ tính tiền là tính tiền 63,4m² này. Nhưng mà Thịnh cộng cho nó một điểm là bờ ngang quá lý tưởng đối với nhà phố, thì bờ ngang 5m7 mà diện tích này cực kỳ lý tưởng vấn đề mình xây nhà sau này cũng như là kinh doanh sau này và đỡ bán hiệu kinh doanh đúng không ạ? Và vị trí ngay ngã ba này kinh doanh cực kỳ tốt. Ở mình xây lên số lầu thì bên dưới mình kinh doanh, bên trên mình làm căn hộ hoặc là bên trên mình ở gì đó tùy, thì mình linh động. Nhưng mà ở vị trí này mình xây cao tầng thì không thấy, gọi là không bị che mà thầy sẽ thấy biển. Đó. Cho nên là nếu mà mình kinh doanh thì cực kỳ thuận lợi luôn, vừa ở và kinh doanh và vừa nghỉ dưỡng, tại tầm tiền nó rất là hợp lý luôn. Đó, đi ra biển, ra chỗ phố đi bộ, ra bãi tắm, đi bộ tầm khoảng là 3 đến 5 phút là ok hết đúng không ạ? Đó, và đây là phố đi bộ thì mình dạo bộ, thể dục thể thao hàng ngày, đạp xe, hay là mọi tiện ích không thiếu gì cả. Mà đường này là đường chính, sổ cực đẹp, đó, nửa hậu phong thủy tốt.
Chỉ có một cái là mọi người nghĩ là nó bị đâm đường nhưng không phải nha mọi người. Ở đây là chính giữa mình đó, đối diện nhà mình sẽ là cái bồn hoa. Đó, bồn hoa, và thật sự cái đường to thế này mọi người không lo gì hết, tại vì đường Phạm Văn Đồng là đường quy hoạch đã chuẩn chỉnh rồi, đường nhựa 26m rồi, cho nên mọi người không có sợ bị mất thêm. Mà đất của mình đã được xây dựng full luôn, tại vì ở đây là vỉa hè của mình đã rộng được khoảng 2m rưỡi rồi, ô tô đổ được đúng không ạ? Đó, thì vỉa hè rộng này mình xây full thôi, tại vì vỉa hè có sẵn mà mình không có sợ bị mở rộng thêm. Nhiều người sợ là bờ ngang 10m đường mở rộng thêm thì bờ ngang còn ít quá đúng không ạ? Nhưng mà ở đây tại vì đường này là đường to rồi nên mình không ngại vấn đề đó. Mà quy hoạch đường Phạm Văn Đồng làm sao mà mở rộng được nữa, mở rộng được quy hoạch đền bù rất là kinh khủng đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta cùng vô chạy xe ra tới bãi tắm và Thịnh chia sẻ cho mọi người cái giá bán cho mọi người. Dạ vâng, và bây giờ từ vị trí của bất động sản nha, ở đây thì có một cái nhà tiền chế họ xây dựng để cho thuê đó. Hiện tại họ cho thuê thì người quen thuê cho nó là có 8 triệu thôi mọi người đó. Chứ còn bình thường thì mình cho thuê phải được khoảng 12 đến 15 triệu nha. Tùy vào hợp đồng thôi. Còn ở đây thì hiện tại là họ cho thuê có 8 triệu. Thì đó là nhà tiền chế cho mình tính đất thôi, tại vì cái nhà tiền chế thì không đáng giá bao nhiêu đúng không ạ? Và đặc biệt mọi người, cái giá bán thì Thịnh cũng tiết lộ luôn, thì giá bán của cái bất động sản này chỉ tầm khoảng là 115 triệu. Ngày xưa Thịnh quay là 120 triệu, bây giờ họ nói Thịnh trao là 115 triệu. Nhưng tiết lộ mọi người luôn, giá này sẽ còn thương lượng được nha, thương lượng được rất là tốt luôn. Và một cái giá mà chốt cuối cùng cũng khá là hiếm gặp và bất ngờ. Mọi người quan tâm thì liên hệ Thịnh qua số điện thoại là 0339 753 210 để theo dõi nha, để biết được cái giá cụ thể, và Thịnh sẽ hỗ trợ mọi người kết nối với gia chủ, và đặc biệt nữa là hỗ trợ mọi người về pháp lý nha. Đó, thì đây mình đi mọi người thấy không, ra chút là ra ngay mặt biển Nha Trang rồi, và đây đường Phạm Văn Đồng, con đường cực kỳ đẹp luôn. Ở những tòa nhà cao tầng, và mọi người thấy là quỹ đất ở mặt đường Phạm Văn Đồng này hầu hết là phải tầm khoảng 300, 400 đến 500 mét, tại vì họ xây dựng khách sạn. Thế còn những quỹ đất mà gọi là dưới 100 mét dường như là không có nha. Đó, và tầm tiền ở khu này phải tầm khoảng giai đoạn là khoảng là 230 triệu đến 290 triệu, còn chỗ sâu bên kia phải tầm khoảng 300 đến 400 triệu. Đó, nhưng mà cái chỗ này chỉ bán là 115 triệu, có thương lượng, và Thành sẽ hỗ trợ mọi người đàm phán thêm nha, và kết nối gia chủ, và Thành biết được gia chủ đang cần bán một giá rất là hợp lý luôn. Rồi, chắc là những thông tin Thành cung cấp cho mọi người cũng đầy đủ rồi, hy vọng là có ích cho mọi người nha. Và bây giờ Thành cũng đi xin phép là đi dẫn khách, cho nên là Thành xin phép là dừng video đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, và chúc mọi người một ngày tốt lành, và nếu mà cảm thấy phù hợp thì liên hệ Thành ngay nha mọi người, để Thành hỗ trợ. Còn nếu mà chưa phù hợp thì tham khảo và chia sẻ cho mọi người, hãy chia sẻ cho bạn bè, người thân mình, những ai mà đang có nhu cầu mua bất động sản ở Nha Trang để xây nhà, định cư nghỉ dưỡng, hay là có thể là đầu tư, tại vì lâu nay có thể đầu tư được, hoặc là có thể là để kinh doanh sau này và gọi là tích lũy tài sản đúng không ạ? Tại vì ở Nha Trang này đường Phạm Văn Đồng là con đường mà dường như ai cũng biết. Nếu mà nó là con đường chính mà, nó đường Trần Phú nó dài, nối liền với lại Trần Phú, và mức giá này trong tầm giá mà nhiều người có thể là mua được, vì đây là đường chính nha mọi người. Nhiều khi là sớm 10 tỷ bây giờ rất là khó mua, mà cái lô này mọi người thấy là 115 triệu thôi, mà 63,4m là một diện tích rất là vừa để mình xây một cái kiểu căn hộ 6 tầng đúng không ạ? 1.5m rưỡi, quay 1.5m7 nữa hậu nữa, rất là ok luôn. Thì Thịnh nhắc đi nhắc lại nhiều cũng mất hay, nhưng mà thật sự Thịnh rất ấn tượng cái sản phẩm này, nên Thịnh mới quay nhiều như vậy. Với cảm xúc là hy vọng là có duyên kết nối với người mua và người bán. Rồi Thịnh xin phép là dừng ạ. Cảm ơn mọi người một lần nữa, và đừng quên giúp Thịnh là nhấn một like nha. Nếu mọi người xem đến giờ phút này thì cũng đã chắc là cũng rất yêu quý Thịnh mới xem được tới cuối video, thì cho Thịnh một like để YouTube nó hiểu rằng video Thịnh là có ích cho người xem, và Thịnh cũng có động lực khi mà video mình có nhiều người thích thì mình có động lực đi quay một cách chi tiết cụ thể rõ ràng, không giấu thông tin gì, để mọi người ở nhà giống như đang đi xem thực tế, đầy đủ thông tin đúng không ạ? Dường như là không thiếu gì cả. Rồi tiếp theo là gì ta? Hãy cân nhắc việc đăng ký kênh nha mọi người, hãy cân nhắc việc đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất của Thịnh, khi mà Thịnh livestream hoặc là quay lên thì sẽ nhận thông tin được đầu tiên, tại vì sản phẩm tốt thì bán rất nhanh, nhưng sản phẩm mà không tốt mới bán chậm thôi ạ. Và để lại quan điểm mọi người nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.